thuốc nhỏ mắt nhỏ mũi, tức là một lọ thuốc nhỏ mắt nhỏ mũi dành cho trẻ em và đặc biệt là dùng cho trẻ sơ sinh. Anh tắt cái quạt cho em ơi, nó cứ bay vào mặt em ấy. Cái nhỏ mắt trống nữa, chỉ định là nhỏ mắt hoặc rửa mắt chống kích ứng mắt và cho trồng hẹn dùng cho các trường hợp bị mũi sổ mũi viêm mũi do dị ứng, đặc biệt dùng cho trẻ sơ sinh. Đây này rất là đặc biệt cho cả trẻ sơ sinh. Đấy, cái này tiêm thì cũng cần cần nói cho nó phải chứ không cần nó cách sử dụng cần phải chăm cần nó phải chứ không nó vẫn ngủ cách sử dụng là nhỏ hoặc rửa mắt và hốc mũi này mỗi lần 1-3 giọt trên một ngày, 1-3 lần hoặc nhiều hơn. Vặn nắp vào đến mức tối đa để tạo lỗ khoảng nhỏ to. Nói chuyện gì á? Đi sổ hộ khẩu đấy. Cái gì sổ hộ khẩu á? Anh bảo là mẹ kiếm từ cho 2 sáng để đi đóng tiền điện. Anh bảo là để con đóng, để con nào về để đi học xem họ đóng gọi hoặc cái gì. Số hóa đơn như nào ấy. Thì mẹ bảo là anh thượng đi hỏi rồi nhưng mà kiểu bị là vẫn tên ông anh ấy, tên ông anh thì không có số hóa đơn chắc không, họ bảo là phải đi làm lại trước nhưng mà họ không nhận đi làm lẻ. Đi làm lẻ tức là như nào, mấy nhà ở chỗ khu nhà anh đều thế hết, kiểu đều người cũ mất từ cả chục năm nay rồi ấy. Nhưng mà vẫn không đi làm lại, không đi làm lại hợp đồng ấy. Thế họ không cho, mà khi nào làm lại hợp đồng thì họ sẽ cho. Thế, nhưng mà không ai đi làm. Điện thì vẫn được. Nó mắt rồi mắt, đang lúc này đổi hợp đồng người chỗ, em chỗ dùng điện. Kiểu, họ sợ mình làm thế xong mình vẫn không đi đổi cho họ đấy. Họ ép, bảo là đi đổi tên chủ đã. Ở sổ khó á? Không, ở điện ấy. Thế cái gì sổ hộ khẩu nhá? Thì cái đấy là sổ hộ khẩu đấy. Đứng tên hộ khẩu không gì? Vẫn là ông à? Vẫn là ông. Sao mình không đi làm lại sổ hộ khẩu đấy? Em thấy muốn đi làm lại rồi. Làm lại rồi mà, nhưng mà cái điện ở hợp đồng mà điện chưa. Không? Mất lâu như thế rồi thì đi làm lại. Mất được 28 rồi. Chỗ đầy hóa đơn tiền điện ấy. Nhưng mà không có rồi. Hả? Bảo có số hóa đơn số ấy rồi. Số gì đấy để anh bảo mẹ họ bảo mẹ tìm. Ờ cái ở trên ấy cái hóa đơn ấy. Có hết mà. Đợi em một tí. Nhưng mà tháng này thanh toán gì? Thanh toán. Chưa nhỉ. Hôm nay hay mấy rồi? Hôm nay là hôm nay 20 là có tiền rồi. Tiền 20 là họ chốt cho rồi, họ bảo tiền toán rồi hiểu không? Số mã giao gì đấy hay là cái số gì đấy? Hoặc cái số mà trước thằng kia gọi cho.
khách hàng ấy ạ, mã thanh toán ấy, gọi là mã thanh toán ấy ạ, mã thanh toán. Thằng nào ở trên cái tờ báo, tờ giấy điện là có tờ số điện này. Tháng này làm gì mà đã thanh toán điện nhỉ? Hôm nay 12/2. Họ bắt nộp từ 22 đến 25 mà mẹ. Mà anh Trượng có tiền như thế kiểu gì mẹ sẽ đi đóng đi. Đóng trước cho tháng sau được. Tháng sau biết mình dùng bao nhiêu tiền điện mà đi đóng.